lần đầu tiên mình ăn luôn đấy các bạn. Đầu tiên chúng ta có là nước sốt mè rang. Và nước sốt thứ hai là nước sốt manzani. Các bạn ơi, kiểu mấy nước sốt mè rang rất là ngon luôn các bạn. Xin chào cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tân Review nha các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn là mình sẽ ăn dông nho nha. Chúng ta có hai loại nước sốt. Đầu tiên chúng ta có là nước sốt mè rang. Và nước sốt thứ hai là nước sốt manzani. Đấy các bạn. Đấy rất là ngon luôn. Đấy vậy mình sẽ ăn thử nha. Đây là lần đầu tiên mình ăn luôn đấy các bạn. Video này cho mình một like, chia sẻ, đăng ký để lúc mà mình